Em không phải là Ngọc Trâm. Em đã nhớ ra tất cả rồi. Anh đã biết rõ điều đó. Tại sao anh lại dối gạt và yêu em? Em hồi phục trí nhớ rồi hả? Trâm, con về hồi nào vậy? Mẹ, tại sao chị ta còn sống chứ? Nè, trời đất ơi, con đã đi đâu vậy? Dạ, con đi tới nhà bạn. Nhưng mà trên đường đi con đã gặp kẻ xấu mẹ à. Sao? Nhưng mà cũng may mắn là con thoát được kẻ xấu. Chào chị. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi nhận đơn tố cáo chị Nguyễn Ngọc Trâm có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản. Bây giờ mời chị về cơ quan tiếp nhận điều tra. Tôi đâu có lấy cắp gì của ai đâu. Chúng tôi có đủ chứng cứ. Chị đột nhập vào nhà người ta trái phép. Mẹ ơi, con không có làm gì hết. Con bị quan mà. Tôi đã nhận được đơn tố cáo mất cắp tài sản của anh Lý Chiêu. Và trong đoạn video cung cấp, nghi ngờ anh là đồng phạm của cô Nguyễn Ngọc Trâm vì cùng cậy cửa nhà của anh Lý Chiêu. Bây giờ tôi mời anh về cơ quan của chúng tôi để điều tra làm rõ vụ việc. Anh nói sao? Tôi là đồng phạm. Bật lửa lên. Nhanh. Để xem, chị chịu đốt có nghĩa là chị chưa phục hồi trí nhớ. Nhanh.